Thanh Bạch đã chết lâu rồi, giờ chỉ còn lại linh hồn. Tập 14 Sáu Ánh Hào Quang với khách mời Thanh Bạch được phát sóng tối 1 tháng 1, mang lại những câu chuyện thú vị. Cuộc trò chuyện giữa hai MC, một người từng được mệnh danh là vua MC, một người là ngôi sao trẻ tạo ra sự linh động và sâu lắng nhất để Trấn Thành nhận định. Thanh Bạch khởi nghiệp khác người, cảm nhận cuộc sống khác người, bị ghét cũng khác người. Quả không ngoa, Thanh Bạch đã lần mở những trang ký ức cuộc đời khiến bao người phải mở lời thán phục. Vinh quang của Thanh Bạch được đánh đổi bằng nhiều thứ, tạm gác những thành công mà anh từng có được. Vua MC nhớ lại những mảng tối ít người biết. Đứng trên đỉnh cao, MC Thanh Bạch thừa nhận anh rất khó chịu. Trong một lần người phụ trách âm thanh ánh sáng để xảy ra sơ suất, anh đã yêu cầu ban tổ chức có tôi thì không có người này. Ban tổ chức đã đuổi việc nhân viên này để chiều lòng Thanh Bạch. Thế nhưng sau này gặp lại, Thanh Bạch không kìm nén được giọt nước mắt khi phát hiện sự thật. Mẹ anh ta cấp cứu, vợ và con đều bệnh. Chỉ vì quá lo lắng cho người nhà mà anh ta vô tình quên, thế mà tôi lại hớt chén cơm của họ, anh khóc nói. Giai đoạn B-Gen lần đầu đến Việt Nam, Thanh Bạch xuất hiện dẫn chương trình với mái tóc bạch kim, vẫn chưa mọc lại sau khi cạo trọc. Người ta lên án anh làm lố, nhưng mấy ai biết được đó là giai đoạn khủng hoảng của cuộc đời anh, chỉ một bước thôi sẽ xa chân. Tôi cầm kéo và muốn đâm vào tim mình, nhưng bố mẹ vẫn còn đó, mình làm vậy bất hiếu quá, chứ tôi không hối tiếc gì cả, anh kể. Song, điều động lại trong chương trình là giây phút độc thoại đắt giá của MC Thanh Bạch. Anh nói, đã là một kiếp người, thì những điều xảy ra không như ý, mình cũng nên thưởng thức nó. Nghệ sĩ nổi tiếng tâm tình với MC Trấn Thành và khán giả. Chúng tôi trên sân khấu có vài phút, nhưng muốn có được thành công đó phải đánh đổi bằng sự thất bại. Những cây càng cao thì rễ càng sâu, những ai theo nghề mà chỉ có vinh quang và vinh quang, thì thất bại lớn đang chờ họ. Anh tiếp tục trải lòng, tôi xây dựng cuộc đời mình bằng sự thất bại. Nếu mình biết mình cho đi cái gì, điều đó mới quý giá. Mình cho khán giả niềm đau, chia sẻ hết thì niềm đau, nỗi khổ được phân nhỏ, đau ít hơn. Nhưng từ khi bạn sinh ra cho đến chết, khổ một vài lần, hạnh phúc tràn đầy, cuộc sống đó cũng có thể. Nhưng hãy khổ đến mức nhiều hơn hạnh phúc đi thì mới quý được những phút giây mình gặp ai và làm gì. Vừa bật cười nhưng không thể ngẫm nghĩ khi nghệ sĩ Thanh Bạch tiếp tục mở lòng. Các bạn sẽ nhìn cuộc đời hoàn toàn khác, sẽ có người nói bạn khùng. Nhưng lời làm khùng như bùi giáng giữa đời. Bình thường cũng là bình thường. Tất cả những đau khổ, hãy thưởng thức nó như một kiếp người. Giây phút độc thoại được đẩy lên cao trào khi Thanh Bạch tiếp tục câu chuyện. Con trù không chịu nổi cái mai của mình, nó tự vỡ ra và rồi đã chết. Chết vì những sự kiện lớn đến mức anh ta không gánh nổi. Anh ngồi đây với em bằng hồn của em, chứ không phải một Thanh Bạch. Thanh Bạch đã chết lâu rồi, anh đang nói chuyện với mọi người bây giờ. Là một người không cần lệ thuộc, không sợ hay phải giữ gìn điều gì, anh không cần, bởi vì giữ để làm gì, khi ngừng hơi thở mình mang theo được gì, không gì cả, từ niềm đau đến thị phi cho đến danh vọng, 1001 giải thưởng cao ngất tầng trời mang đi, mang theo được gì. Trấn Thành rơi nước mắt và khép lại câu chuyện bằng lời nói thay cho đàn anh, dạo này người ta nói Thanh Bạch múa máy, làm những chuyện khó coi. Nhưng đó là câu trả lời cho những tổn thương, rằng tôi không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì, bởi trước kia tôi giam cầm quá nhiều, bây giờ là lúc được phép nếm, thưởng thức, tận hưởng quãng đời còn lại một cách thanh bạch nhất.